Trước đây có cái anh này, anh Phan Sĩ Minh, đồng sáng lập của bên IDP sữa Ba Vì. Thì công ty này doanh thu 2014 khoảng 80 triệu đô một năm. Thế anh ấy, chúng tôi mời anh ấy sang chia sẻ cho các bạn học viên nick chuyên sâu, chuyên đề. Ở các lớp chuyên sâu chuyên đề, các bạn sẽ gặp rất nhiều người công ty doanh thu 5.000 tỷ, 10.000 tỷ, thậm chí là 40.000 tỷ một năm. Thì tôi muốn là bạn nghe cái góc nhìn nó rộng hơn một chút. Đấy, chúng ta không nên dừng lại ở cái việc là giới hạn cái kiến thức hay cái sự chia sẻ của một cá nhân nào đó. Thế thì anh này khởi nghiệp năm 2005, tức là mở công ty sữa Ba Vì năm 2005, tên là công ty này là IDP. Thế xong đến tháng 12 2014 thì bán công ty này là 9 năm, bán 45 triệu đô. Tức tất nhiên không phải một mình anh ấy, nhiều anh em nữa. Nhưng mà xây dựng một công ty mà 80 triệu đô một năm doanh thu là rất tuyệt vời. Mọi người mới hỏi là trong cái buổi đấy, mọi người mới hỏi làm nào mà có thể đạt được doanh thu như vậy. Thì anh ấy cũng bảo là thực ra là chúng tôi là cũng phải làm từ nhỏ đến lớn. Tức là ngày xưa tôi chục năm đi làm bên sữa Mộc Châu, rồi chục năm tôi làm bên sữa Hà Nội. Bắt đầu từ cán bộ xong lên làm giám đốc sản xuất. Lúc chúng tôi bước ra chúng tôi cũng không đủ tiền để chung nhau làm. Thế rồi chúng tôi làm xưởng thì cũng phải vay ngân hàng. Thì tóm lại chúng tôi phải làm từ nhỏ đến lớn chứ không phải một phát lớn ngay được.